Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm và xem những video clip về giới thiệu xe cũng như là bàn giao xe ha. Hôm nay thì nếu anh em muốn tìm một dòng xe tải nằm trong phân khúc tầm trung, lựa chọn một dòng xe có thể gọi là vừa sang nè, vừa khỏe nè, vừa bền nè, vừa chất lượng nè, mang thương hiệu ok nè, thì dòng xe nào sẽ là cái chủ đạo của anh em và sẽ là cái dòng xe mà anh em hướng tới ngày đầu tiên? Chắc chắn vâng, đó chính là Hyundai Boxer. Và hôm nay thì là chắc trong cái thời điểm gần đây á, em đã giao rất là nhiều xe rồi, về Quảng Trị nè, về Bạc Liêu nè, về Sài Gòn nè, rồi kế tới là em giao về Vũng Tàu nữa. Đó là những dòng xe mà hiện tại em đã giao xong và tiếp tục cũng với một vị khách hàng nữa. Đây là một anh khách hàng nằm trong cái lô 11 chiếc mà em tiến hành bàn giao, còn đây là anh khách hàng cuối cùng đó. Thì anh khách hàng này á, thật sự đầu tiên á, là cơ duyên để gặp anh ấy là thật sự là đó là một cái cơ duyên rất là tình cờ. Tại vì anh em chỉ là xem video clip kết bạn, sau đó là video clip rồi kết bạn với nhau qua Zalo, xong rồi sau đó tiến hành tham khảo xe và biết quy cách thùng này kia, tất cả các mọi thứ rất là chóng vánh, một cuộc tình rất là chóng vánh. Và anh ấy đã tiến hành đặt cọc mua xe, nhưng đây là một khách hàng mua tiền mặt, một anh chàng rất là thành công luôn, anh Nguyễn tại Khánh Hòa. Thì hiện tại thì xe đã hoàn thành xong và chuẩn bị đi bàn giao, cho nên là em sẽ tiết lộ tên của chủ sở hữu của vị khách hàng này. Và rất là mong trong thời gian tới các anh em nào muốn mua xe, đầu tư dòng xe tải Hyundai của 50 với cái mức hỗ trợ vay ưu rất là tốt, ưu đãi của từ ngân hàng và cái thời gian đóng thùng nhanh cũng như là chất lượng thùng đóng đến từ xưởng thùng, hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline để có thể trở thành những vị khách hàng tiếp theo, lựa chọn cho mình được những người vợ hai thật sự chất lượng và hiệu quả nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đến với cái nhân vật chính ngày hôm nay nha. Đây, dòng xe Hyundai H150. Con xe tải này thì là được anh Nguyễn tại Khánh Hòa, anh Nguyễn tại Khánh Hòa lựa chọn tính dùng, cũng như là đã quyết định đầu tư bỏ hơn 400 triệu, bỏ hơn 400 triệu ra để có thể sở hữu được em Hyundai H150 trắng ngọc tinh phiên bản đời 2022, số khung 2022 luôn. Em sẽ chỉ cho anh em xem ở cái phần sau video ha. Rồi đầu tiên nói về con xe tải này một cái. Một con xe có thể gọi là vua trong phân khúc của tầm trung, vua luôn, thật sự là như vậy. Bởi vì thứ nhất là trong phân khúc tầm trung phải không có một dòng xe nào mà sử dụng hộp số là hộp số 6 cấp và vô số chỉ bằng một ngón tay duy nhất, tuyệt vời đó. Ngoài ra thì là đối với cái dòng xe tải này á, là chúng ta sẽ có thêm một cái gọi là định hướng nữa, nó chính là cái mức hỗ trợ vay. Con này được hỗ trợ vay tối đa là 80% dựa trên cái giá trị xe, thì tương đương anh em muốn đầu tư dòng xe này với 100 triệu anh em có thể nhận được con xe tải này về đó, và được hỗ trợ vay tối đa từ 2 năm đến 7 năm, và nếu anh em có nguồn thu thì sẽ được hỗ trợ vay tối đa là 80%, nếu không có nguồn thu thì nó sẽ vay vẫn tầm 75%. Nói chung là em sẽ tùy vào nguồn thu của anh em để cho ra được những cái mức hỗ trợ vay cao nhất để cho anh em có thể bỏ vốn và thấp nhất đó. Rồi chúng ta nói về con xe này một xíu đi ha. Thì nói tiếp với thành công của dòng tải xe tải Hyundai H100 là dòng xe tải nhập khẩu, là hay còn gọi là Hyundai Boxer 2 á, là dòng nhập khẩu. Và cái dòng xe tải cái đó là cái dòng xe Hyundai mà H125 á, không là mấy cái dòng đó thì là đã có thương hiệu trên thị trường rất là nhiều rồi. Sau này là do cái việc là nhập khẩu, tới xe nhập khẩu á, khi nhập về thấy hải quan nó bị nâng cái giá trị xe lên cao rất là nhiều, cho nên là cái dòng Boxer 2, cái dòng mà loại nhập khẩu 100% nguyên chiếc á, là hầu như là không được sử dụng nữa đó, vẫn còn xe cũ thôi chứ không xe mới không còn, mà nó sẽ thay thế vào đó là sử dụng mình nhập linh kiện. Thì đây là cái dòng xe tải gọi là nhập CKD, có nghĩa là nhập lắp ráp tại nhập ba cục CKD ha, là đầu cam chắc xe động cơ lắp ráp tại nhà máy Hyundai Thành Công ở Ninh Bình, để tiến hành ra được cái phiên bản và chassis để đưa về các đại lý đóng thùng theo nhu cầu của khách hàng. Ở miền Bắc sẽ đóng thùng khác, còn miền Nam thì mình thì là nhu cầu của anh em về cái độ thẩm mỹ, chịu chơi xe, thùng nhôm là thùng bứng nhôm, là thùng inox nè, rồi đóng rất là nhiều thùng lửng kính lửng bản, nói chung rất là nhiều cái thùng nhấm nhá trên cái thùng mình rất là nhiều luôn. Cho nên là miền Nam đóng lúc nào nó cũng sẽ có một cái gọi là cái chu hơn và chiều chuộng người mua xe hơn là miền Bắc, đó là như thế, thật sự là như vậy luôn. Rồi nói đi nói lại cũng có nhiều rồi, bây giờ chúng ta hãy xem về người bạn hai của anh Nguyễn ha. Đầu tiên thì anh Nguyễn đã có một sự lựa chọn về con xe của mình, thì con xe này có hai màu là màu trắng và màu xanh, thì anh Nguyễn phải chọn màu trắng trùng với cái chiếc em gia gì ở Vũng Tàu luôn, trùng với chiếc đó luôn, rất là đẹp luôn. Và option của anh sẽ là option là theo tiêu chuẩn
Nhưng mà bên em thì là đã có thêm một cái sự nhấn nhá thêm một cái thùng xe. Anh em xem kỹ nha, đây nè. Mọi người sẽ xem về cái thùng xe một xíu nha. Thùng con này là thùng thiết kế theo kiểu là thiết kế thùng 5 bửng mở. Anh em nha, kỹ nha, thùng heo xem thiết kế theo kiểu 5 bửng mở. Đây, chuồng heo là sẽ là chuồng heo mất chết. Và sẽ đỡ luôn cái chuồng giữa thì nó sẽ đỡ luôn những cái bệ của cái chuồng heo. À, đây anh em xem kỹ nha. Đó, mở ra cho anh em xem. Đây à, đầu tiên nói về cái thùng của bên cái gọi là bên gara của Phạm Nguyễn á, một trong ba gara lớn nhất của Sài Gòn để đóng thùng á, thì thật sự là khi đưa về bên đó đóng á, em rất là tin tưởng, đặc biệt là đối với thùng của Phạm Nguyễn đóng thì dòng chuyên đóng những dòng xe của Hyundai á, thùng đóng rất là chất và rất là đẹp đó, điển hình như chiếc Bạc Liêu đóng đó, nhìn chảy nước chảy luôn anh em. Nè anh em xem kỹ những cái phần thùng nha, mời anh biết quay xe quay xích xích lại xíu nha. Là đầu tiên nè, cách đóng của người ta ăn tiền là ở chỗ này nè anh em. Đó, miếng inox của nó là nó sẽ có một miếng cộng ở đây, dập lên cao lên đây và đưa ngay lên đây để nó ép luôn cái phần tôn kẽm, có nghĩa là nó sẽ lên khung, nó lên khung xong rồi sau đó là nó sẽ lót mút xốp lên mấy cái khung ở đây. Cái khung này là khung hình quát mình vơ kiểu này, là nó sẽ làm cho cái bẩn của mình nó được chắc chắn hơn rất là nhiều. Sau đó là nó sẽ kẹp mút xốp lên ở giữa những cái khung đó, và kế tới là nó sẽ bắn đinh gút rồi sau đó là mới ốp một cái lớp inox ở ngoài để đây nè, inox ở ngoài là anh em thấy không, nó viền inox ngoài, và nó người ta đóng người ta ốp người ta chỉ có tới đây thôi, còn họ là họ ốp luôn viền mí, họ lóng luôn cái viền qua để làm cho cái khung mình nó, thứ nhất là nó gọn, thứ hai là thẩm mỹ đó, tuyệt vời lắm ha. Nhìn cái đóng thùng là biết là xưởng thùng này là thời thợ nó cao tay cực kỳ. Kế tiếp là mình sẽ xem về cái thùng mà đẹp hay không, là mình sẽ xem về cái mối hàng tại cái sàn. Sàn này là theo tiêu chuẩn nhà máy là sàn là 2,5 ly. Đây anh em quay kỹ hơn nha, nè nhìn cái mối hàng nè, quay kỹ nha. Đó, cái mối hàng ở đây nè, thấy không? Đó, cái mối hàng rất là đẹp luôn. Hàng này là phải kiểu là hàng giải cá, hàng chia ra khoảng một gang tay nè, thấy không? Là sau đó hàng xong rồi mình không phải là hàng chấm, nếu mà hàng chấm á là cái mối hàng á mình chĩa vô đây là cái mối hàng là ngay này nó sẽ bị lõm liền, lại là thợ mới. Còn mà thợ mà kiếm thợ lâu năm á, họ biết hàng, cái quen hàng họ sẽ đưa xéo ra thì cái mối hàng nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Và sau đó tiến hành là sơn cái sàn lên và tiến hành sơn cái khung chuồng heo này. Nó sàn theo tiêu chuẩn nhà máy thì như anh em thấy đây vậy thôi nè, thấy không? Mình nhìn bên kia đây dễ nhìn đó, cái chuồng heo nó sẽ được đỡ bởi cái trụ giữa. Nếu anh em muốn mở dĩ thì mình chỉ cần là hàn thêm một cái trụ giữa cao lên chuồng heo, rồi tiến hành là cắt vẫn giữ nguyên cái kích thước của cái chuồng heo, và cho đó mình sẽ chia thêm một cây nữa để mình tiến hành mở dĩ ha. Đó, xong rồi thì kiểu thiết kế thùng cái kiểu của ảnh là như vậy. Rồi chúng ta hãy xem về cái hàng mũi sao của xe mình nha. Em thiết kế cho ảnh theo kiểu là để có thể vừa bán lưu động hơn một xíu, vừa có thể mở dĩ và vừa có thể cái này là em thích cái mở dĩ nha. Đó, không rất là tuyệt vời ha. Mở dĩ thì có nhiều loại, không mở cao lên rất là nhiều, anh em xem mở cao lên đó rất là tuyệt vời ha. Cho anh em xem luôn cái phần phía sau này. Bây giờ anh Nguyễn, anh thấy chiếc xe của anh như thế nào, cho em một cái bình luận nha. Đây là sản phẩm của anh và anh em mình hợp tác với nhau một thời gian cũng chóng vánh thôi, nhưng mà em đã gọi là dùng hết tâm sức của mình để có thể tạo ra được cái sản phẩm như thế này đây. Rất là tuyệt vời ha. Anh xem nhớ để lại bình luận nha. Và những khách hàng nào muốn đầu tư dòng xe này, muốn đóng thùng thì với bất kỳ vật tư nào thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại online để có thể được hỗ trợ tư vấn báo giá chính xác nhất nha. Đây kiểu thiết kế thùng rất là đẹp, không tuyệt vời chưa? Đó, chiều dài của này lên tới là 3m2 nha anh em, chiều dài 3m2 và chiều cao của này nó lên tới gần 1m7 lận, 1m680 đó. Rồi anh em hãy xem về nội thất xe ha, cũng như là em sẽ chỉ cho anh em thêm về số khung xe.
thì thùng thùng tiêu chuẩn nhà máy thì nó sẽ có những cái gọi là bình thường thôi, không 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 có nhiều nhiều gọi là quá khác biệt. Em sẽ có những cái đơn, em đang có những cái đơn hàng đóng thùng bẩn nhôm, cho nên là sẽ trong thời gian tới em sẽ quay cho anh em xem. Và nhớ đăng ký kênh nha, đừng bỏ lỡ một cái video nào, bởi vì đó là những cái video tâm huyết để giới thiệu cho anh em. Đây, mọi người xem những cái hình của khung xe nha. Đây nè, chiếc xe của mình đó, số khung xe nè, là ngay số thứ tự số N, là ngay đây nè anh em, là số 10, là số thứ tự thứ 10, là số N, là số khung nó đời 2022 nha. Đó, này là phần dàn lớp xe, là lớp nó có hai lớp sơ cua, do bánh trước bánh sau không đồng bộ nha anh em. Đó là cái gọi là cái đặc biệt của cái dòng Hyundai này. Thì lớp của mình là, nếu mà lớp của xe của Hàn Quốc á, thì lớp của số xe là sử dụng lớp cung hô. Đây, lớp cung hô ha. Đây là thông số lớp nè, 145R13. Rồi, đây là phần cản. Đối với dòng xe này á, anh em có thể liên hệ để có thể được hỗ trợ đóng theo những loại cản, theo là cản hai thanh hoặc là cản cản tròn, cản vuông, đủ thứ loại cản hết, thoải mái luôn. Rồi, xe ngoài bên là hết xe nha. Thì ảnh có dặn cho em á, là xe mình một số dòng á, là cái radio có một cái, một số dòng là radio không. Bởi vì sao? Tại vì thường thường á, sau này thầy thợ nào mua về nó cũng gỡ cái radio hết trơn à. Cho nên là để gắn đầu DVD vô, thì cho nên nhà máy cũng muốn cắt giảm nó luôn, tại vì không có xài mà. Để cũng vậy thôi, cắt luôn. Nếu cần thì mới đưa về thì nhưng khách hàng này ảnh cần, cho nên là em đã làm kêu là đặt cho anh loại này luôn, ok, có sẵn cho anh nha. Đây, vô lăng ha, nè vô lăng nè, hộp số 6 cấp không. Ghế này là ghế chưa bằng ghế da luôn anh em, chưa bóc tem luôn nè, tuyệt vời chưa. Rồi đó, bọc vô lăng lót sàn thì sẽ có sẵn cho anh em thôi. Nói chung là xe này cũng chuẩn bị tiến hành bàn giao rồi, cho nên là em sẽ có một cái sự chỉnh chu hơn về khi mà tiến hành bàn giao cho xe này. Thì hiện tại em sẽ giao trực tiếp tận nhà cho khách luôn, cho nên là sẽ không có video bàn giao xe tại công ty. Cho nên là anh em sẽ cập nhật tại kênh của Quan Tâm Xe Tải tin tức tác cộng đồng nha. Và mọi thông tin chi tiết anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline. Còn lại muốn đầu tư dòng xe tải Hyundai hoặc là các dòng xe tải liên danh, xe này cũng có hết, từ tải lớn tải nhỏ lên tới hết tải đầu kéo, xe nào cũng chơi hết. Nói chung là anh em thoải mái, muốn đầu tư dòng nào đều có xe và đều có giá cho anh em có thể tham khảo luôn nha. Thì hiện tại trong năm 2022 này á, thì con này nếu anh em mua về thì giá bỏ ra tại khu vực miền Nam khoảng tầm là 440 là có thể nhận xe được nha. Rồi, chào mọi người nha.